Nguyễn Đức Chung sẽ nuốt miếng mồi Red Oxy 3C kiểu gì? Bài viết của cộng tác viên được đăng trên Dân làm báo. Sau nhiều lần lãnh đạo thành phố Hà Nội dưới sự điều hành của Nguyễn Đức Chung tìm đủ cách để tiễn chân các chuyên gia Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm sông Hồ, bắt đầu từ chuyện xả nước Hồ Tây và sông Xô Lịch rồi đổ lỗi cho chuyên gia, đến việc bắt bẻ phía Nhật Bản sử dụng truyền thông không theo chỉ đạo để dẫn tới kết luận thí nghiệm đã thất bại. Ngày 3 tháng 12, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản cho biết đã tìm ra giải pháp xử lý ô nhiễm cho cả dòng sông Tô Lịch, sẵn sàng đầu tư 100% chi phí. Sau khi Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục trả lời chất vấn rằng phương pháp thí nghiệm bằng công nghệ nano biocrystal của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản đã thất bại và hiện thành phố đang tìm kiếm giải pháp khác, ngay lập tức trong ngày 1 tháng 12, Repo, đơn vị trực tiếp thực hiện thí điểm sông Tô Lịch, đã có thông báo phản bác. Ông Giám đốc Sở Xây dựng là người đại diện cho chính quyền Hà Nội mà cố tình phát biểu vô căn cứ, không hiểu mục tiêu, trái kết luận của Ủy ban Nhân dân thành phố, nên buộc chúng tôi phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của công nghệ Nhật Bản cũng như danh dự cá nhân của chúng tôi liên quan tới dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch. Theo đánh giá của người dân sống cạnh khu vực thí điểm, mặc dù hàng ngày vẫn có lượng nước thải chưa qua xử lý liên tục xả trực tiếp vào khu vực thí điểm, tuy nhiên gần như không còn mùi hôi thối tại khu vực xử lý thí điểm. Dường như đã có nhiều kinh nghiệm với các ngón đòn lưu manh từ nhóm lợi ích độc quyền ở Hà Nội, ngày 3 tháng 12, Repo thông báo đã tìm ra giải pháp xử lý cho cả dòng sông Tô Lịch. Đồng thời, Repo công bố sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xây dựng hệ thống xử lý ban đầu cho toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Nếu thành công, tổ chức này sẽ cho Hà Nội thuê rồi chuyển giao cho thành phố quản lý, vận hành. Giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống xả bằng công nghệ nano biocrystal Nhật Bản được ra hai nhóm. Nhóm 1, hệ thống nano biocrystal xử lý nước thải tại chỗ trong ngày 24 giờ rồi mới xả vào sông, nước đạt tiêu chuẩn quốc gia là nguồn cấp nước bổ cập tại chỗ cho sông Tô Lịch. Nhóm 2, hệ thống nano biocrystal xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy đường hữu cơ ở trong lòng sông, tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, có điều khiển, đáp ứng cả khi có mưa bão lớn. Đề nghị của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản hoàn toàn phù hợp với luật đầu tư vừa được Quốc hội thứ 14 thông qua trong kỳ họp thứ 8 vừa rồi. Các chuyên gia Nhật Bản chịu chi như thế này, liệu Nguyễn Đức Chung có chấp nhận nhả miếng mồi ngon Red Oxy 3C đã lỡ nuốt trọn hay không?